Loài vật kỳ lạ có thể bạn chưa biết, chuột chuỗi mũi sao là một loài chuột chuỗi nhỏ được tìm thấy trong các khu vực ẩm thấp ở miền đông Canada và đông bắc Hoa Kỳ. Loài vật này có chiếc mũi với 22 chiếc tua màu hồng ở trước mặt, được sử dụng như một cơ quan cảm ứng với các tụ thể cảm giác hơn 25.000 nút nhỏ hoặc là các cơ quan Eimer. Với sự giúp đỡ của các cơ quan này, nó có thể hoàn toàn sẵn sàng để phát hiện ra các rung động sóng địa chấn. Chúng chủ yếu ăn các động vật không xương sống nhỏ, ấu trùng và ruồi đất. Bạn có thấy chuột chuỗi mũi sao này giống côn lai giữa chuột và bạch tuộc không? Hãy comment ngay nhé!